Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử diễn viên Lạ Thanh Huyền. Lạ Thanh Huyền là một trong những nữ diễn viên phim truyền hình nổi tiếng ở Việt Nam. Cô minh chứng cho hồng nhan nhưng không bạc phận. Hiện tại người đẹp dù đã ngoài 30 nhưng vẫn khiến khán giả phải ghen tị về nhan sắc của mình. Lạ Thanh Huyền sinh năm 1985 là một nữ diễn viên, người dẫn chương trình, người mẫu và doanh nhân Việt Nam. Cô nổi tiếng với ngôi quán quân trong cuộc thi truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Sau này là các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Thái Sư, Trần Thủ Độ, Ripo, Mutat và Em. Ngoài diễn xuất với lợi thế về nhan sắc, cô còn tham gia làm người dẫn chương trình, người mẫu, người đại diện cho các thương hiệu. Lạ Thanh Huyền sinh vào ngày 8 tháng 11 năm 1985, quê quán Hà Nội, học vấn Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Lạ Thanh Huyền sinh ra tại Hà Nội, cô sinh ra trong một gia đình khá giả, có bố mẹ đều là doanh nhân, nên vì vậy mà cô đã có sẵn máu kinh doanh từ trong người. Nhưng từ nhỏ, Thanh Huyền lại có ước mơ trở thành diễn viên nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nữ diễn viên còn có một cậu em trai điển trai là Lạ Tiến Mạnh, anh hiện đang là nhiếp ảnh gia nổi tiếng với nghệ danh Lucas. Về sự nghiệp diễn xuất của diễn viên Lạ Thanh Huyền, khi còn là sinh viên năm nhất, Lạ Thanh Huyền đã có cơ hội được tham gia vào nhiều bộ phim. Bộ phim đầu tay của cô là Hoa Xuyến Chi của đạo diễn Nguyễn Hữu Luyện. Năm 2006, Lạ Thanh Huyền đăng ký tham gia cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 là chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho những người phụ nữ hiện đại năng động được tổ chức lần đầu tiên. Trong cuộc thi, Lạ Thanh Huyền đã vượt qua hàng ngàn các thí sinh, những tên tuổi có tiếng khác như diễn viên Kim Tuyến, Hà Hương, Á hậu Ngọc Lan. Để giành được giải quán quân, từ đó Lạ Thanh Huyền còn có nghệ danh, danh hiệu là người đẹp thế kỷ 21 và cũng đã đưa cô đến với showbiz Việt một cách nhanh chóng. Sau khi được mọi người biết đến, Lạ Thanh Huyền đã được nhiều đạo diễn chú ý đến và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Thiên Thần Bé Nhỏ, Cô Dâu Việt, Mùa Tôm Hùm, Đi Về Phía Trước Mặt Trời, Linh Lan Trắng, Tết Không Chỉ Có Hoa Đào, Những Trang Rể Họ Lê. Năm 2009, Lạ Thanh Huyền được chọn vào vai Trần Thị Dung trong bộ phim Thái Sư Trần Thủ Độ. Đây được xem là vai diễn lớn trong sự nghiệp của cô. Sau một thời gian vắng bóng, Lạ Thanh Huyền đã trở lại sự nghiệp đóng phim qua bộ phim Tình Yêu Không Hẹn Trước vào năm 2013. Năm 2014, cô thử sức mình qua bộ phim điện ảnh Quân Đội. Bộ phim được ra mắt vào dịp kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh năm 2015. Khiến cho khán giả và mọi người xúc động, lọt vào bảng xếp hạng phim điện ảnh hay nhất lúc bấy giờ. Bộ phim đã đưa Lạ Thanh Huyền đến gần hơn với khán giả chính là Ripo, Mutat và Em. Với vai diễn nam trong bộ phim, Lạ Thanh Huyền đã thành công giành được giải thưởng nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng năm 2016. Bẵng đi một thời gian, mới đây Thanh Huyền đã trở lại với công chúng bộ phim Tình Yêu Và Tham Vọng. Cô nàng đã thực sự lột xác khi mà vào vai một cô nàng đa diện, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng rất đa đoan. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hồng nhan bạc phận, hiền thục xinh đẹp như trước đây. Về đời tư của Lạ Thanh Huyền, là một diễn viên phim truyền hình được yêu thích, đời tư của Lạ Thanh Huyền được nhiều khán giả quan tâm. Hiện tại, nữ diễn viên đã có cho mình cuộc sống hôn nhân, gia đình hạnh phúc với nhóc tỷ siêu đẹp trai. Cô và chồng từng có mối quan hệ hẹn hò 4 năm và quyết định đi đến kết hôn vào năm 2011. Chồng cô là một doanh nhân thành đạt, đại gia Hà Thành. Anh lớn hơn cô 12 tuổi và đối xử rất tốt với gia đình. Con trai đầu lòng của Lạ Thanh Huyền sinh năm 2013. Cậu bé có tên là Trùm và hiện đang học tại trường quốc tế. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.